Chào các bạn, mình là Hằng đến từ công ty truyền thông Việt Starmark. Ngày hôm nay mình đang tham gia vào buổi quay cho nhãn hàng Mirala, một MV thời trang được đón chờ vào dịp 20 tháng 10 lần này. Thì hôm nay đặc biệt có sự tham gia của ca sĩ Hòa Minzy. Thì Hằng mời mọi người cùng xem cái buổi quay phim ngày hôm nay của mình nhé. Những đóa hoa cho trong con mắm khi mình đã cắm phải lo toàn mọi việc nhà. Kiên cường như nụ hoa sương rồng, sa mạc khô cằn nhưng nở hoa đẫm bông. Phụ nữ khó có thể thành công, người đời vẫn nói vậy. Mặc kệ điều nghe thấy, việc của em đây là luôn rạng ngời. Mi a la la, nâng niu bông hoa rực rỡ. Mi a la la, cùng em chạm vào những ước mơ. Gạt đi những định kiến, gạt đi những muộn phiền. Tìm kiếm trong đời hạnh phúc tuyệt vời, điều gì vui em ưu tiên. Chẳng điều gì khiến em mừng tươi. Vậy là team Việt Starmark đã đi đến những cảnh quay cuối cùng trong buổi hôm nay. Cũng bây giờ khoảng 10 giờ tối rồi, nhưng mà cả team vẫn rất đầy năng lượng và rất mong chờ cho MV mới sắp tới vừa công chiếu vào ngày 20 tháng 10. Thì sau này nếu có các quý công ty có nhu cầu làm phim doanh nghiệp, TVC cũng như là các phim viral, phim và MV ca nhạc thì rất mong liên hệ với Việt Starmark để có những thước phim thật chuyên nghiệp và thật là hấp dẫn. Cảm ơn mọi người.